Ủa cây to lắm ạ, nó đổ nó chắn ngang đường đây. Abanya vanatu dubo bo vai kota ai. Ê, cha mang tanh ke nhi cả cũng no manda. Mới bị đổ, đổ lúc đêm này. Bây giờ mọi người chưa di chuyển được. Ai ta banh buni đồ. Ê mọi người trồng đi. Thưa rất là thưa rồi, không phải trồng dày như ngày xưa đâu các bạn. À, những cái mảnh này rất là đẹp luôn. Đây này trồng còn nên còn đẹp hơn anh em mình trồng luôn. Ta banh buni tủ các bạn. Nơi. Xin. À. Xin men thì bao nồi đã. À. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bano Vlog của cả sống tại châu Phi. Như trên video trước anh em mình cũng nói thì mình sẽ sắp xếp một hôm nào đó mình sẽ vào trong tất cả các bản mà anh em mình đã từng giúp để thăm mọi người phát triển nông nghiệp được các bạn. Vì hôm trước anh em mình cũng đã gửi tặng mọi người hạt giống ngô tốt, hạt giống ngô của người Bồ Đào Nha rồi đấy các bạn. Vì mình thấy trên kênh của mình rất là nhiều bạn quan tâm cũng như hỏi nói anh em mình muốn quay trở lại tất cả những bản cũ để thăm nông nghiệp, cũng như để cho tất cả các khán giả cũng như mọi người xem là người dân phát triển được đến đâu rồi. Khi anh em mình đã giúp đỡ các bạn thì hôm nay ngày chủ nhật thì mình mới sắp xếp được gọi là ngày nghỉ nhật thì ngày hôm nay là rảnh, mọi người dân thì cũng mọi người nghỉ đi nhà thờ hết các bạn, nên là anh em mình vào đi thăm một vòng. Hiện tại bây giờ anh em mình đang đi trên đường đi vào trong bản Nomanda. Ngày xưa anh em mình gắn bó với người dân bản Nomanda rất là nhiều đấy các bạn. Bây giờ mới đến đoạn qua nhà thờ vào trong đến bản Raphael, thì sau đó sẽ đi vào trong bản Nomanda nha các bạn. Đây là địa phận là tại bản Raphael, mọi người cũng đang phát triển trồng ngô hết, cũng đang lên hết rồi. Đây là con cầu, con đường để sang bên bản Raphael. Ngày xưa anh em mình cùng người dân bản làm lại đây con cầu. Trời mưa tương đối khó đi. Tuyến đường đi vào. Trời mưa nên là đường cũng tương đối khó đi. Đấy, hiện như bà con dân bản Raphael đây, mọi người đã trồng ngô lên tương đối cao này. Đây, năm ngoái anh Nhân cũng hướng dẫn mọi người trồng ngô ở cái mảnh đây, năm nay mọi người cũng đã tự trồng được rồi, trồng ngô trồng đậu rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Ngô của các bác trưởng bản này cũng lên này rất là đẹp luôn này. Người trồng lên cao này, chuẩn bị có cờ này. Còn trong bản Nomanda cũng như bản Tanganyika là phía ở bên trong kia thì mấy hôm trước anh em mình nói chung là vào mùa khô thì mọi người cũng đã khai hoang như phá rừng để trồng rất là nhiều rồi, nhưng mà vì công việc nên là mình cũng không quay nên để các bạn được biết. Nên là mình thấy trên kênh rất là nhiều bạn quan tâm hỏi thì hôm nay mình sẽ vào, mình sẽ đi thăm mọi người để cho các bạn thấy mọi người phát triển được đến như thế nào rồi. Đấy, tuyến đường vào đây trong này là vào trong bản Nomanda này, bà con lại trồng ngô trồng đậu, nói chung là lên tương đối đẹp rồi. Đấy, ngô của bà con đây nó lên tương đối cao rồi.
Hôm nay trời nắng anh em mình mới tranh thủ vào được nữa. Cái trời mưa đường rất là khó đi này, tuyến đường này. Nó toàn có lầy, mắc lầy. Đấy, rất là khó đi. Mai trời khô còn đỡ, không vào trời mưa không vào không thể vào được tuyến đường này. Mưa ở trên nó chảy nước xuống lầy hết. Đấy. Vừa rồi là hết địa phận tại bản Rafael. Đây là vào trong đến bên đây là bản Lomanda nha các bạn. Đây mọi người bên tất cả những sườn đồi mọi người đã khai hoang hết rồi, mọi người đã chặt hết những gốc cây để trồng gieo trồng ngô rồi. Anh em mình phải ngồi trên xe mới quay được chứ xuống đi bộ tuyến đường rất là dài. Đây là năm ngoái còn cây rất là nhiều mà mọi người đã chặt, mọi người khai hoang để trồng ngô trồng đậu hết rồi. Toàn bộ từ đây vào bên trong luôn, mọi người đã chặt hết cây để mọi người gieo trồng ngô trồng đậu rồi. Ở bên trên này cũng vậy, mọi người cũng đã khai hoang hết rồi, trồng ngô trồng đậu. Đợi hiện tại đậu ngô mới đậu cũng đã đang lên này, đậu đỗ này. Tất cả bên trên này mọi người đang khai hoang, vẫn đang trong quá trình khai hoang ấy. Bên trên làm nhà để trồng buổi trưa ở lại để trồng chăm sóc ngô đấy, ngô mới đậu đấy. Thì hôm trước anh em mình cũng đã phát hạt giống cho mọi người rồi, bây giờ là mọi người trồng, mọi người phát triển hết rồi. Đây là tất cả những các bản mà đã mọi người anh em mình thấy mọi người đã phát triển được rồi thì anh em mình sẽ di chuyển sang bản khác nhé các bạn. Nên hôm nay đi review trong bản bên trong này để các bạn khán giả quan tâm được biết. Mọi người phá cây đang vẫn đang trong quá trình cuốc cây để trồng này. Đây, đang thu dọn. Thì hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi người nghỉ không có ai đi làm vào ngày chủ nhật này, mọi người nghỉ, mọi người đi nhà thờ hết đấy. Bên dưới kia cũng vậy, bên dưới mọi người nó đang khai hoang đang trồng. Bên dưới đấy rừng cây đấy mọi người cũng đang khai hoang hết rồi. Anh em mình phải ngồi trên xe vừa đi vừa quay thì mới hết được chứ đi bộ xa lắm, tuyến đường vào thẳng trong bản Lomanda. Ngày xưa thì mình ngày nào cũng trên con đường này. Đây, bây giờ mọi người trồng đậu đang lên đến ngô rồi đậu. Khai hoang tận trên luôn, tận trên đồi kia luôn. Đây, mọi người khai hoang, mọi người trồng tận trên đấy luôn. Có cái nhà nhỏ ở trên luôn. Để trưa ngủ lại. À trưa ở lại, ăn trưa rồi nào. Đường tương đối khó đi. Vào mùa khô chứ vào mùa mưa thì anh em mình vào cũng khó, hay bị dê nữa. Xẻ vào bánh vào thu bơ chanh chuối ra có ta đi. Dẫn mọi người không phương tiện, phải đi bộ từ trong bản ra ngoài thị trấn cũng tương đối xa. Bên đây cũng thế, bên đây là năm ngoái là cánh rừng này, cái mảnh ruộng ở bên dưới năm ngoái anh em mình cũng đã quay được. Và năm nay mọi người cũng đã khai hoang hết rồi, mọi người khai hoang, mọi người trồng ngô hết rồi. Đấy. Toàn bộ khai hoang hết rồi. Phá rừng đi để trồng ngô, trồng đỗ. Không ăn trồng ngô, trồng đỗ.
Đây là bên trong mọi người đã đang trồng ngô ngỗ lên cao, tương đối cao. Ngô rồi đậu đỗ này, rất là nhiều. Thẳng trái dài luôn. Ngô rồi đậu đỗ. Tất cả mọi người đã khoan hoang vừa trồng ngô vừa trồng đỗ này, đậu này. Đây mình xuống lại anh em mình xuống lại thăm cái đây, bà con trồng ngô trồng đỗ mênh mông hết. Hiện tại anh em mình đang di chuyển vào đến trong đầu bản Nomanda đấy các bạn. Đây mọi người đã trồng ngô trồng đỗ. Đây, ngô đỗ cũng đang lên hết rồi. Ở trong bản bên đây thì mọi người có kinh nghiệm trồng đỗ. Năm trước anh em mình thấy mọi người trồng đỗ rất nhiều. Ai bên Buni Tù phê rò tại bên Buni Tù chỗ gốc cây ngô này, cách trồng của mọi người đã trồng thưa rồi. Đây tháng mười đầu kiêng đấy, anh em mình nhìn bốn quanh là ngô hết. Bên đây bà con đang trồng ngô này. Toàn bộ bên trên này, mọi người đang trồng đỗ mới gieo ấy. Ta bên Buni Tù mà thèm ta bên Buni Tù đây ngô đậu này. Nhưng mà mọi người trồng thì không có phân vì cái phân không có phân đấy, nhưng mà anh em mình cảm tưởng nên anh em mình cảm tưởng nó cũng không được đẹp. Nhưng mà thưa đã trồng thưa rồi cũng như dày rồi, ngô vừa rồi thì anh em mình mới phát gửi tặng mọi người trồng lên tít vào trong hết tất cả. Như năm ngoái bên trong thì anh em mình thấy là toàn nó cây thôi, mà năm nay mọi người trồng vào tận trong rồi. Bắt xa ghi về ủa xa quá, thôi khả năng mút xa quá, đi vào bên trong thêm một tí chút nữa xem những cái mảnh bên trong kia là mọi người năm trước là trồng là toàn cây rừng nữa. Ui xa lắm, thôi đây, ngô vẫn xanh này, anh em mình đứng đây rất là sâu, nó từng lên này ta bình buôn đi tủ á, xa lắm. Đây, bên trong kia cả bãi có cá bên xe gầy, bên trong kia cả một bãi ngô hết toàn bộ bìa rừng, mọi người trồng ngô này. Đây bây giờ anh em mình di chuyển vào bên trong bán đi bộ mãi trong kia tương đối xa. Ôi xe vào đường này bẩn lắm. Dưới đây cũng ngô cũng đậu cũng lên rất là tương đối ổn, tương đối đẹp. Hôm nay anh em mình đi là ngày chủ nhật nên là mọi người nghỉ, mọi người đi nhà thờ hết ngày nghỉ. Người thường ngày chủ nhật mọi người không đi, không đi làm ở ngoài đồng, không gặp ai. Trồng ngô trồng đỗ đang vun hết rồi, rất là đẹp. Ai cô mà? Vô nuôi bị thiệt. Bây giờ hoa bị đổ. Nuôi bị đổ mình nhặt xuống. Ép rồi dây chặt này mà cũng đặt. Ép rồi dây chặt. Tạm biệt. Sẽ ở xin xin cũng xin. Xin. Đây là giá một rồi. Xin một đây một. Đây là phích cao anh. Phích cao xài luôn. Tạm biệt. Bao nổ bay vi đi ta. Năm ra cũng phát dần này. Nó từng nem. Bao nổ ta bay xuống bắt đầu ta tỏa quan đồ. Ta tỏa ác bộ bao nổ ta ra cái idea ra. Nó từng nem. Bay xong. Tạm biệt. Tạm biệt bay. Xin. Bác gặp bác trưởng bán tại bản Tanh Ca Nhi Cà bên trong này, bác còn đang đi ra bên bản bên ngoài này, em gái bác bị mất các bạn. Là anh em mình là bảo mình đi vào mình thăm thôi, không vấn đề gì. Để cho các bác đi công việc của bác ấy. Đây là địa phận tại bản Lomanda này, tuyến đường năm ngoái làm này. Và tất cả bên đây này, vườn chuối này, bà con đã trồng đậu, trồng đỗ nên rất là đẹp luôn. Người quốc khai hoang mọi người trồng rất là đẹp đậu đỗ. Bên trên này cũng vậy, đây cũng đậu đỗ mọi người xen vào, mọi người trồng chủ yếu trồng đậu. Bản trong bản Nomanda này chủ yếu mọi người có kinh nghiệm trồng đậu. Mấy năm trước anh em mình thấy mọi người cũng trồng đậu rồi. Nông nghiệp của người dân trong bản Nomanda rất là phát triển luôn. Đây, thay vì năm trước là vườn chuối thì bây giờ mọi người cũng đã cuốc chuối đi không để trồng trồng đậu trồng ngô này. Đây tất cả này.
trồng ngô đã đang lên, ngô đậu. Mọi người trồng ngô, phá chuối để trồng ngô, ngô trồng đậu hết. Đậu cũng đã đang ra hoa, chuẩn bị có quả. Toàn bộ thắng vào đến trong, tiến vào trong bản Panh Cai Nhi Cà nữa, thẳng tuyến đường. Anh Cao Minh. Cây đổ chắn ngang đường rồi. Sao vậy ta Minh ạ? Cây đổ chắn ngang đường đúng không ạ? Đường vào trong bản Panh Cai Nhi Cà. Ui, đi được không anh em? Ôi, không đi được. Không đi được, anh em mình phải xuống thôi. Vì cây đổ chắn ngang đường rồi. Cây bị cây mưa, trong mưa đêm hôm qua. Đường vào trong bản Panh Cai Nhi Cà các bạn. Anh em mình đi đến đây là bị có cây nó đổ từ đêm hôm qua. Ê thì cây xây hoa này. Cây bảo vệ tàn công ven tàn nha. À nói gì? Dạ nói gì? Tốt vậy? Dạ. Nó đổ nó chắn luôn đường luôn. Muốn trụ su à? Một cây cổ thụ rồi. Đang trên tuyến đường. Ui, thối hết rễ cây này chả đổ. Nó chết. Ui cây to lắm các bạn. Nó đổ nó chắn ngang đường này. À mà nhà văn là tu đủ bộ vụ vai cốt tả ấy. Ê, cha mang Panh Cai Nhi Cà cũng nô man đà. Mới bị đổ lúc đêm này. Bây giờ mọi người chưa di chuyển được. Thôi các bạn, tuyến đường này. Xây, cốt tả tu đủ. Xây. Ui, cái cây này to rồi, Mateo ơi. Bênh gà đàn đường rồi. To lắm các bạn. Này, nó đổ nó chắn luôn. Chắn luôn giữa đường này. Nhà bác trưởng bán bán Nomanda thì ở bên đây, ngay bên đây anh em mình đang đi thăm, muốn sang cả bên bản Panh Cai Nhi Cà chút. Thì đứng đây nhìn thấy mọi người đã trồng ngô nó lên hết rồi. Đây. Hiện tại bên đây là địa phận của bản Nomanda. Địa phận của bản Nomanda, còn bản Panh Cai Nhi Cà bên trên kia. Cái cây nó chắn ngang đường xe anh em mình không đi được. Đây, mọi người đã trồng ngô hết rồi. Hoang ở mênh mông luôn. Mình hôm nay này quên không đưa cái flycam để bay. Bay lên trên này các bạn thấy tất cả mênh mông luôn. Nên là vì lý do là mọi người cũng đã phát triển được nông nghiệp rồi, nên anh em mình cũng không thường xuyên quay lại bản Nomanda để phát triển nông nghiệp giúp mọi người nữa. Vì mọi người tự trồng trọt cũng như tự chăm sóc ngô được rồi. Ngô đỗ đậu lên tùm luôn này. Đẹp lắm, mênh mông luôn. Ơi thẳng về bên dưới kia là trang trại tại bản Non Ngô Ni, có ngôi nhà trắng trắng kìa. Là hiện tại anh em mình đang giúp phát triển nông trại đấy. Mình đứng đây nhìn đấy, cái fazenda. Ơi phía nông trại là mấy tuyến đường bên kia. Tuyến đường bên kia, nhà trắng đứng đây nhìn rõ nhà trắng luôn này. Gavi xe gầy. Ê, đứng đây là nhìn thấy rõ ngôi nhà trắng các bạn tại bản Non Ngô Ni đấy. Đấy. À nông trại. Nông trại ở bản Non Ngô Ni cũng như là bản Panh Cai Nhi, bản Camunong Gà đấy. Còn là bản Gono mãi trong nữa, Ni Môn Tuầy mãi trong sau qua đồi bên kia cơ. Đấy. Tuyến đường khác. Cái mình nhiều ta bênh bùn đi tù. Đậu thì mọi người trồng. Xen canh luôn. Đây này, hai hạt ngô này.
hai hạt ngô lại trồng mấy cây đậu lên, mọi người trồng ấy. Nói chung là thưa rồi, giờ như mấy năm nay là mọi người trồng thưa rồi các bạn. Đây là nhìn đẹp lắm. Đấy, đây là của bà con trồng, anh em mình không hướng dẫn thì cũng như không biết. Hôm nay là mình là đi vào mình thăm nông nghiệp của người dân để các bạn được thấy là mọi người phát triển rồi. Nên vì lý do đó nên là anh em mình di chuyển đến các bản mới cũng như nhiều bản khác nữa. Đây, bên dưới cho mọi người khai hoang này. Mọi người khai hoang hết rồi, chặt hết gốc cây, nhiều gốc cây vẫn còn cao lên đây. Còn bên kia là chỗ đồi sắn là bản Tánh Ca Nhi Cà ấy. Thì cũng đứng đây nhìn sang thôi, chứ đi bộ xa lắm, tương đối xa. Cây nó đang bị chắn đường nên không đi xe được. Ta bênh buôn đi tù. Bênh vệt đi. Đây, ngô đỗ đây, mọi người trồng. Ông trước này ngô anh em mình cũng đã tặng hạt tất cả rồi. Ôi bác trưởng bán, nhà bác trưởng bán ngay trên kia. Bọn điệp bầy. Ê, không biết tem hả? Thầy Thầy Buen día, bye. ¿Cómo está usted? Sí. ¿Va a no ahora va a visitar? Sí, sí, muy bien. ¿Puede cómo no? ¿Dónde ande? Sí, de la pieza. ¿Dónde ande? Ah, sí, de ende. ¿Va a chingar? Sí, sí. Está bien. ¿Va a no va a visitar? Muy bien, sí. Sí, sí. ¿Está bien bonito? Ahora, vos puedes ir a abrir todo el mundo grande, una mara ahí. Está muy bonito. Está bonito, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, muy bonito. Sí, sí. Bueno, ya vas a ir todo sada, ya ve bien. Está bien. Bien bonito todo. Está bien. Anh em mình đang đi thăm các bạn. Đấy, đẹp lắm mọi người. Mở rộng tận mấy mênh mông luôn rồi. Đây, ngô đây cũng thế. Mọi người đã vun rồi. Ngô đang lên cao. Những cái này là những mảnh ngô sớm mọi người trồng đấy. Cũng thưa thì không phải dày nữa đâu, như mọi năm này bà con trồng cũng đã thưa hết rồi này. Toàn bộ không trồng dày như ngày xưa nữa. Ngày xưa anh em mình đến thì người dân trồng dày lắm. Ở nhà ai nấu gì thì ấy cá là cây ấy trời đã có cái son gì ấy ấy kì ui đậu hầm đậu ừ nóng quá ta khen đi ông cười thì ông đi nhiều. Đây xoong đậu đỗ các bạn. Đấy, nóng thế. Đấy, đang hầm đỗ đấy. Bà con trong bán gì vậy đâu. Cứ có tí đỗ hầm nữa nào, có tí bột ngô nữa. Thế là cho hầm, đỗ hầm cho muối vào này. Là ăn thôi, chứ không có thịt cá gì đâu, như mình đâu. Đấy, đây ngô này mọi người trồng cũng nên rất là đẹp. Ta bênh buôn đi tù. Đấy, cũng nhà bác trưởng bán ở trên kia. Ta bênh buôn đi đủ không ạ? Mênh mông đúng không ạ? Rộng mênh mông luôn. Rộng mênh mông luôn. Đây nè. Bên nhà bác trưởng bán ngay đây. Aki bao gran này. Rất cây oan đấy. Chê. À bông. Mua tù su vào. Mua xe vào. Chăm mai tôi đi bô vù vay aki. Sinh. Tất cả anh. Sinh. Sinh. Ngày mai các bác mới chặt mới bị đổ khi đêm. Khi đêm cái cây nó chắn ngang đường luôn. Ai ta bênh buôn đi rồi. Ê mọi người trồng ấy. Thưa rất là thưa rồi, không phải trồng dày như ngày xưa đâu các bạn. Này. À, những mảnh này rất là đẹp luôn. Để trồng còn nên còn đẹp hơn anh em mình trồng luôn. Ta bênh buôn đi tủ các bạn. Nơi. Xin. À. Xin men thì bao nồi ra. À. Hạt giống trước anh em mình tặng đấy các bạn. Ô, cây to này. Nhưng mà mình trồng vẫn nhỏ lắm. Đây, mọi người trồng to. Ximen thì được bao nồi đã. Hạt giống, hạt bác trưởng bản nói là hạt giống. Hôm trước là mình phát cho mọi người đấy. Ô, cây thì là cây nó mập thế. Bênh gà này, bênh gô xuống. Đẹp lắm các bạn này. Đẹp thế này là ok rồi. Đi thăm một vòng, Nhưng mà xe đang bị mắc lầy ở kia này. Đang bị vướng kia. Khả năng bắn Tánh Ca Nhi Cà chưa được sang được. Đây, bên đây ai bên mua này tù. Đẹp này. Thế mọi người chỉ cho cái cho thôi, không phân đạm phân đân gì đâu. À cái xanh a đúc bù xanh a mon nhiều á. Sao mới ta đi tu mì nó ấy. Sí. Chỉ có cái cho nấu ăn không mang cái cho ra rắc đấy.
không có phân đạm đâu, nhưng mà thế cũng đẹp rồi. Đang tính sang bản Tanh Ca Nhi Cả các bạn, tạm bản Tanh Ca Nhi Cả bên cái đồi sắn bên kia, nhưng mà bị xe không đi được xuống. Đào thì mất thời gian lắm, để mai mọi người bắt ta đi. Sì, tudo bem? Sì. Tudo bem? Hola, Bongo. Chào à. Xin chào chào. Ok. Đấy, trong bản này, để đại gia ở bản này. Ok. Sẽ bị gara nữa, anh ghi nửa bài rồi. Tính mát à. Ra rồi. Ê, xe đây các bạn, xe bị nằm ở đây. Ai ai là nô bà đàn ta? Ai là nô bà đàn ta? Sì. Sì, mới khai hoa này. Đấy, xe mình bị mắc nầy ở đây rồi. Cái đường này không sang được. Đây là ổ gà. Ta mà này á. À bà nhà sâu bà, à bà nhà phải phát này này. À, bố phá bố phá. Cô ta. Tiết là casa morasa. Trong xe có thùng bánh, lấy cho em nhỏ ăn. Mà tên. Tôi chết rồi. Lỡ phi xe vào đây rồi, tí phải nùi ra đây. Ô, sao vì quên đây này. Để quên chỉ quá trong xe thôi đi. Xe mắc nầy ở đây luôn. Ôi giời các bạn. Chào các bạn. Ê, các bạn này, lâu ngày này. Muốn được tem mùa. Xem đâu phía xe con à. Xem đâu phía tu ra. Xem đâu phía. À, hoa là đủ mình ngủ, bà rốt sơ giản đâu ta đá bà. Ê, có cái đồ bó ra sao nào? Sì. Đứng vào chỗ mát này nè. Vai kì, bao. Ui giời, lắng quá. Ui, đứng ở gốc cây này. Ui xời. Để cho các em nhỏ các bạn. Tôm à? Tôm à? Đấy, ngoan lắm. Đấy, cảm ơn, obrigado, cảm ơn. Obrigado. Nó tên là gì? Nó bắt đầu bắt đầu sao? Nó chăng à? Ê! Các bạn ở trong kia mới chạy ra kìa. Cuya, abri. Abri, ai show ba? Come, show ba mày. Abri, come. Ê, dành nếm gì? Ê, ông này tóc quá. Mới thửa quả tóc hề. Vô ninh, bích vô ninh thửa. Ê, xời, mới cắt đấy cạo đấy. Hùng nhuộm, bôi cái đen đen. Ê, ôi giời. Em lớn thì thanh niên này, đi chồng đến nơi. Các em nhỏ này mới chạy ra. Vô xe gota. Ui giời. Ê. Fala obrigado. Ê. Các em nhỏ các em. Vô xe ta bây. Ê. Phòng mà. Ta bây. Áp đi con mê. Mỗi em cái ăn cho vui. Để chờ không còn em nào nữa. Ui, ta bên, ấy, ui giời, lớn thứ rồi. Phan là công pha xà. Mọi người đang bế em nhỏ này các bạn, bế em nhỏ nha. Đấy, nào có bánh thì về thôi. Thanh niên thì xấu hổ, ra nhận bánh thì không xấu hổ. Ta bên, à, ao là ra. Rất là ba. Đây mọi người bây giờ vẫn đang trong quá trình cuốc đất trồng. Cái mảnh bên kia chưa cuốc. Aki an đã. Aki an là nó cao vào. Nó ta vào đi. Đây mảnh bên đây mới vẫn đang gieo đỗ này. Hạt đỗ hạt đậu đi các bạn. Hạt đỗ hạt đậu. Này. Mọi người mới đang gieo mới cuốc trên nghĩa đi. Trên cái đất mênh mông luôn. À cái bênh môn thì từ này trên ở trên nghĩa đấy, mênh mông luôn. Ở trong bản Nomanda hiện đại người dân cũng phát triển rất là ok được các bạn. Ai ta bằng bảy đấy là bao nù áo là bao nù vay kì bao nù vay visita à cái bồ vù à cái Nomanda à cái mút từ bênh rất bà đan đại cái mút từ nam đại cái mút cái mút từ bênh môn thì từ Sim, tá bem. Temos a fanar brossora. Quando o momento mais de boa, não come na pata. Tá bem. Com cadeira. Ela sempre anda ali.
Sim. Assim mesmo amanhã aí. Sim. A gente tá assinado mesmo. Sim. Ah, essa é a banda do qual, mano? Sim, sim. Anh em mình đang nói chuyện với bác trưởng bản đi. Để về cái lớp học ở trong bản Nô Mân Đà hôm nay thì ngày chủ nhật, cô giáo cũng nghỉ, các em học sinh cũng nghỉ nữa. Anh em mình cũng không vào thăm được thì à. Các bác trưởng bản nói cũng đang các em học sinh cũng đang thêm một số em rồi. Thì hôm sau mình sẽ vào, mình sẽ mua cặp sách như đồ dùng mà. Vì cũng có một bạn là Mạnh Thường Quân bữa trước cũng nhờ mình mua cặp sách cũng như đồ dùng để tặng các em mà. Trong bản Nô Mân Đà như mình chưa lấy được cái danh sách, các bạn đang cũng phát triển nông nghiệp trong mọi giúp các bạn nên chưa lấy được danh sách. Hôm sau anh em mình sẽ lấy danh sách cũng như của các bác cũng như của cô giáo để mua thêm một cặp sách cũng như đồ dùng học sinh vào giúp các em. Các bạn thì ok, các bạn thì như vừa trên đầu video mình nói thì như hôm trước anh em mình cũng gửi tặng mọi người hạt giống ngô tốt của người Bồ Đào Nha, cũng như trên video thì một số các bạn quan tâm cũng muốn biết là người dân ở trong các bản anh em mình ngày xưa đã giúp đỡ, như bản Nô Mân Đà ngày xưa anh em mình cũng giúp đỡ phát triển nông nghiệp rồi, thì mọi người phát triển như thế nào. Thì hôm nay mình vào mình đi thăm mọi người, đi thăm mọi người như nông nghiệp người vừa rồi thì mấy anh em mình cũng đã quay hết rồi các bạn, vì cái sự cố cái cây nó đổ ngang qua đường này nên là không di chuyển xe sang bản Tanh Ca Nhi Cà này, thì để hôm sau ngày mai các bác đi chặt cây thì hôm sau anh em mình sẽ vào trong bản Tanh Ca Nhi Cà sau nha các bạn. Thì bây giờ anh em mình phải đi quay ra bên ngoài các bạn, thì video này anh em mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho anh em xin một like, một chia sẻ với cái kênh Đông Bao Nụ Vlog Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Đa bình bình sâu à. Sì. Đa bình. Amanya bảy. Amanya manda cô ta tu đúa. Sì. Tia là tu đúa. Sì. Ngày mai các bác mới chặt được, mới bị đổ đêm hôm qua. Hôm nay là chủ nhật à, bà con này đi nhà thờ đi. Bây giờ mình phải lùi xe ra này, không biết là lùi được không này. Vừa thấy cái đường nó ngon ngon này, phi vào. Ai là vai tia đã ca đủ. Đấy bây giờ này phải đóng câu mới lùi xe ra này. À được. May quá. À sao bà? Đưa bà đa đi nhỉ? Ta bây, bà nụ vay kì. Còn ít nữa bánh để các bạn. Ta bây, bà đa đi nhỉ? Còn anh em nào giờ mới ra thôi. Cho các em, phát được em một cái ăn cho vui. Ta bây, chào. Chào. Ta bây, đi mà theo. Bên đây mọi người đang giờ mới đang gieo hạt, đang trồng, đang mới làm đất xong.